đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết thông tin thành lập 15 tổ 212 để kiểm soát nồng độ cồn là không chính xác. Những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền thông tin về kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an Hà Nội. Các bài đăng được lan truyền trong thời gian sắp tới Tết Nguyên đán, nhận được sự chú ý của nhiều người. Các bài đăng trên cùng một nội dung cho rằng Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai làm chuyên đề tại các tỉnh, thành thời gian 1 tháng. Tại mỗi tỉnh, thành sẽ kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả tỉnh lộ và quốc lộ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đồng thời, tại Hà Nội, các bài đăng còn cho rằng thành phố sẽ thành lập 15 tổ 212 đặc biệt nhằm kiểm soát nồng độ cồn kèm theo hàng chục vị trí, tuyến đường sẽ thực hiện kiểm tra. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Trong dịp cao điểm Tết sắp tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm tài xế có nồng độ cồn và các vi phạm khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, vị này bác bỏ thông tin về việc thành lập 15 tổ 212 đặc biệt để kiểm soát nồng độ cồn. Trong dịp cao điểm sắp tới, các đội địa bàn và các tổ công tác liên ngành 141 của Công an Hà Nội tiếp tục làm việc bình thường. Trong đó, vị trí các chốt xử lý vi phạm luôn được đảm bảo bí mật công tác, tránh việc tội phạm lợi dụng. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định việc người dân đăng tải thông tin mang tính cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm nồng độ cồn và vi phạm pháp luật là cần thiết. Tuy nhiên, việc này cần bảo đảm tính chính xác về mặt pháp lý.